Chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Đây là kênh Fruit Nobi và các bạn đang trong series học SMC căn bản cho người mới bắt đầu. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm là BOS và CHOCH mà một số nơi sẽ đọc là BOT và CHOC để chúng ta xem là khi nào những cái cấu trúc thị trường nó thay đổi. BOS hay đọc là BOTS. Viết tắt của Break Structure tức là sự phá vỡ cấu trúc, và CHOCH một số nơi đọc là chốc là trade of character tức là cái sự thay đổi cấu trúc. Để xác định nó, thực ra cũng đơn giản, trong một cấu trúc giảm chẳng hạn, đáy trước bị phá và đáy sau thì đây đều gọi là BOS. Tương tự chúng ta có BOS ở đây và ở đây. Cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự thay đổi cấu trúc thị trường ấy, thì cái dấu hiệu này đều gọi là thay đổi cấu trúc và chúng ta gọi nó là CHOCH. Các bạn có thể nhìn hình vẽ này, chúng ta thấy một cái cấu trúc tăng thì khi mà đỉnh sau phá đỉnh trước chúng ta có BOS, cho đến khi mà cái đáy của cấu trúc tăng này bị phá thì đó là CHOCH. Hình vẽ này cho các bạn thấy về cái sự thay đổi cấu trúc, đó là khi mà đỉnh sau có đỉnh trước này, chúng ta có BOS này, đỉnh sau có đỉnh trước chúng ta có BOS, cho đến khi mà cái đáy này bị phá thì đoạn này nó là CHOCH. Nó cho thấy rằng cái cấu trúc tăng này có thể thay đổi và nó sẽ confirm cho cái việc đổi từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm nếu sau cái CHOCH này chúng ta thấy rằng giá lại tạo ra một cái BOS, và ngược lại chúng ta lại có là cái đáy này bị phá bởi đáy này, vậy thì đây là BOS. Cho đến khi mà khi đỉnh đáy bị phá thì đây chính là cái CHOCH, báo hiệu rằng cái cấu trúc giảm có thể bị thay đổi cho đến khi mà tạo tiếp ra một cái BOS, lúc này confirm cho việc là cấu trúc chuyển từ giảm sang tăng.